Shop phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Trong cái video ngắn ngày hôm nay, shop Minh Thảo em xin được giới thiệu xả kho và giảm giá cho tất cả mọi người về cái mẫu lòng súng TK Hồng Kông hàng chính hãng loại 1, hiện tại đang có bán tại cửa hàng ở bên shop nhá. Đấy, thì những bác nào mà đang xem video, anh em mà đang xem video được video này của anh em ấy mà anh em cần mua lòng súng thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng bằng cách đó là gọi điện trực tiếp cho bên shop bằng 3 cái số điện thoại hiển thị trên màn hình nhá. Bên em có cả Zalo, anh em nào mà ngại gọi điện thì có thể gọi nhắn tin tham khảo qua Zalo cho bên em luôn là cũng được. Hôm nay thì em sẽ bán giảm giá xả kho. Đấy, giảm giá xả kho cho tất cả mọi người. Những cái bác nào mà xem được video của em ấy, đấy, anh em nào mà đã chơi cái lòng TK Hồng Kông này rồi, chơi tốt rồi, đang chơi tốt, thì mọi người có thể giới thiệu cho bạn bè và người thân rằng là hôm nay em bán giảm giá nhé. Đấy, cho những cái bác nào mà đang sử dụng những cái mẫu lòng mà kém chất lượng này, những cái mẫu lòng mà chơi lâu năm nó mòn khương rồi thì mọi người có thể là biết được nhá. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thì em giảm giá cho anh em cái mẫu lòng này, thì giá lúc bây giờ anh em mua thì giá là có từ 1.9 triệu cho đến 2 triệu 2.1 triệu, thì ngày hôm nay em bán cho anh em giảm giá là 1.800.000 đồng một cái nha anh em nhá. Hàng này là hàng loại 1, bao cho anh em đó là về anh em mua hàng ấy, anh em sẽ được bóc hàng ra kiểm tra hàng này, và trong cái quá trình chơi trong vòng mà anh em về bắn test thoải mái đi, trong vòng 15 ngày mà cảnh của bên em mà có không trụm ấy thì các bác gửi lại em đổi cho anh em cái mới, em đổi cho anh em, sẵn sàng đổi cho em cái mới luôn ạ. Hàng bảo hành đàng hoàng đấy, hàng loại 1 các bác nhá. Bởi vì là đợt này em ôm rất là nhiều hàng thì em bán giảm giá dần cho anh em, chứ không phải là hàng kém chất lượng mà em bán giảm giá đâu nhá. Đấy, cái đấy em phải nói rõ để cho mọi người biết. Thì hôm nay em mang đến cho anh em đó là 2-3 mẫu, ba cái thông số nha mọi người nhá. Ba thông số là mẫu 20 inch này, mẫu 16 inch này và mẫu 14 inch. Thì đối với cả ba cái mẫu này thì em đều có cả đó là bắn đạn chì 5.5 và bắn đạn chì 6.35 nhá. Chỉ duy nhất là không có 4.5 thôi, bởi vì cả cái phôi của cành TK 4.5 này thì nó rất là ít, thỉnh thoảng mới có hàng. Đấy, thỉnh thoảng mới có hàng thôi. Anh em nào mà cần cành đạn lỗ mà 4.5 nữa thì em sẽ giới thiệu cho anh em sang các loại khác, cũng chơi rất là ok, rất là ok luôn ạ. Đấy, thì anh em nào ở đây ấy, đây bây giờ thì em sẽ giới thiệu từng cái thông số cho anh em nhé. Đây, ở đây thì đối với cành 20 inch này thì nó là tổng thể chiều dài của nó là 50 cm. Các bác chơi thì các bác có thể sử dụng được vào hầu hết tất cả các dòng súng PCP hiện tại đang có mặt tại thị trường. Anh em có thể chơi được là Condo này, còn bác nào mà chơi Epic thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh em đó là tiện sẵn sơ mi để cho mọi người là chơi Epic nhá. Đấy, tiện sẵn sơ mi thì em không lấy tiền công luôn, lại em tiện free cho anh em luôn. Đấy, như vậy được chưa? Em tiện free cho anh em luôn nhá. Cành 20 inch này thì bắn đạn chì 5.5 hoặc là 6.35 để cho mọi người có thể tùy chọn được luôn ạ. Khương tuyến của nó sẽ là 10 khương tuyến khương vuông nhé anh em nhé. Đấy, cành này thì anh em các bác có thể là sử dụng chơi. Đây, mọi người có thể nhìn rõ không ạ? Em sẽ zoom vào một tí này. Đấy, cành này thì mọi người có thể sử dụng chơi lấm chì, sò lung, xuyên phá là đều được hết nhá các bác nhá. Nhưng mà chủ yếu thì cành này anh em vẫn khuyên anh em mà lên chơi là lấm chì thôi, còn xuyên phá cả sò lung thì gia tốc của nó hơi bị kém. Đấy, chuyên là chuyên lấm chì, vẫn là chuyên lấm chì, còn hai loại kia thì anh em vẫn chơi tạm được nhá. Đối với cành 20 inch này thì em cứ bao test cho anh em là 100 cho đến 120 mét, 120 mét nha anh em nhé. Đấy, cành này thì em chưa vệ sinh, em vẫn có bụi ở bên trong này, nhìn này, vẫn có bụi bên trong, thì nhìn nó hơi hơi
hơi không rõ khớp một tí đúng không ạ? Đấy. Anh em mua hàng thì em sẽ tặng kèm thêm cho anh em, đó là một hộp đạn đạn chì đẹp ở bên shop đi kèm nhá. Em sẽ tặng kèm một hộp đạn chì đẹp đi kèm. Đây. Một hộp đạn như này đi kèm này. Một hộp đây. Đấy, anh em làm mua lẻ cái hộp này thì nó có giá là 150 như là 200 nghìn nhá. Đấy, tặng kèm miễn phí luôn. Tặng kèm miễn phí luôn. Đấy. Tiếp theo là cái mẫu lòng TK 16 inch. Đây, TK 16 inch đây nhá. Cái nào nói chung cái nào cũng như là cái nào thôi. Em bán đồng giá hết. Và cái khương tuyến và độ chất lượng của nó là nó sẽ vẫn là như nhau hết. Đấy, chủ yếu là để phù hợp cho vào khẩu súng mà anh em định chơi thôi. Cái cành 16 inch thì bên em sản xuất riêng. Cái này thì em sản xuất riêng. Đặt hàng sản xuất riêng. Cành loại 16 inch này là để cho những anh em làm mà chơi Colo Talon thì anh em muốn chơi cành nó dài ra một tí, nó dài hơn một tí thì anh em có thể là sử dụng cái cành 16 inch này. Thường thường anh em chơi Talon là anh em sẽ chơi loại 14 inch. 14 inch thì nó sẽ tương đương là 35 cm, còn 16 inch thì nó sẽ tương đương là 40 cm. Để lắp vào súng thì anh em vẫn sử dụng đó là lắp vào ở khung thì mọi người vẫn cần sử dụng đó là hai cái khúc giảm âm, anh em vẫn sử dụng hai khúc giảm âm không thừa đúng không ạ? Vẫn không thừa nhá. Vậy nên là lắp vào khẩu súng thì nhìn nó vẫn là vừa vặn so với mắt. Thứ nhất là vừa nó đồng bộ với giảm âm rồi. Cái thứ hai nữa là cành dài thì tất nhiên là cái độ bắn vươn xa nó sẽ hơn cành ngắn đúng không ạ? Nó sẽ vẫn hơn cành ngắn. Vậy nên là em cứ làm thêm một cái đoạn như thế này để mọi người có thể lựa chọn thêm. Giá thì vẫn vậy thôi, 14, 16, 20 thì giá vẫn là như vậy thôi. Đấy, còn cái này thì là cho nhu cầu sở thích của mỗi người nhá. Đấy, anh em chơi 14 cũng được, 16 cũng được. 14 này thì nó là 35 cm, tương đương là 14 inch. Đấy, tương đương là 14 inch nhá anh em nhá. Đấy, cái nào cũng như cái nào luôn. Đây em xoay này, này. Rồi thì các bác nào mà xem được video này thì mà thiếu lòng thì liên hệ ủng hộ đặt hàng cho bên em nhé. Video của em xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.